Thực hiện thí điểm tại xã Trịnh Tường, mô hình đường biên giới bình yên đã bước đầu phát huy hiệu quả, thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân, góp phần giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội. Đây là cơ sở để Bát Sát nhân rộng mô hình trong thời gian tới. Mô hình sân vận đường biên giới bình yên thôn Tân Tiến, xã Trịnh Tường được thành lập tháng 12 năm 2021 do Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bát Sát, cấp ủy chính quyền địa phương và đồn biên phòng Trịnh Tường phối hợp thực hiện. Mô hình ra đời nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Hiện tại thì đã tương đối là ổn định vì cuộc sống của người dân bắt đầu là thay đổi và tư tưởng cũng nhận thức về đường biên mốc giới, quản lý biên giới thì cũng đã là rất là tốt. Qua công tác phối hợp thì cái hiệu quả về công tác tuần tra bảo vệ biên giới và tuyên truyền để quần chúng nhân dân trong khu vực biên giới hiểu rõ được vai trò vị trí quan trọng của chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia cùng với lực lượng bộ đội biên phòng để bảo vệ biên giới phát huy được cái hiệu quả rất là tốt. Tổ tự quản đường biên giới Bình Yên, thôn Tân Tiến sinh hoạt mỗi tháng một lần. Thông qua những buổi sinh hoạt tuần tra là dịp để người dân cùng bộ đội biên phòng gặp gỡ trao đổi về tình hình an ninh trật tự, những dấu hiệu bất thường trên khu vực biên giới để có những biện pháp ngăn chặn kịp thời. Tổ tự quản đấy chúng tôi thì luôn luôn phối hợp với lại đoàn biên phòng tuần tra biên giới, cũng như phát hiện ra vận biên trái phép thì chúng tôi cũng báo cáo ngay kịp thời cho cái chỗ lực lượng đoàn biên phòng cùng với cấp trên phối hợp giải quyết. Từ khi mô hình đường biên giới Bình Yên đi vào hoạt động, bà con đã cung cấp cho các lực lượng nhiều tin tức quan trọng liên quan đến tình hình an ninh biên giới, địa bàn, giúp lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn có hiệu quả nhiều vụ việc vượt biên trái phép, tệ nạn xã hội. Từ 6 tháng đầu năm đến nay là không có các vụ việc vi phạm xảy ra. Trên địa bàn thôn Tân Tiến thì các vụ việc liên quan đến tai tệ nạn xã hội đã giảm 90% so với cùng kỳ. Kết quả này đã được là Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Trịnh Tường đánh giá rất cao. Mô hình tổ tự quản đường biên giới Bình Yên đã phát huy được vai trò của nhân dân trong tham gia phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội trên địa bàn biên giới. Đây sẽ là cơ sở để Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bát Sát tiếp tục chủ trì phối hợp với các xã trên địa bàn biên giới nhân rộng mô hình.